Em muốn chơi tình nhân đó sao? Phải, chỉ cần mình bắn một cái tên cho cấp trên của hắn là hắn đang bao che cho một tội phạm bị truy nã, thì hắn sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi ngay. Nếu càng để thời gian kéo dài thì càng bất lợi. Vì vậy cho nên anh phải lùng ra tên Triều càng sớm càng tốt nha. Thị trường loại nước này bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, không như hồi xưa đâu anh. Vậy thôi 4-6 cũng được. Không.